Tại huyện Sông Mã, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức lễ đón nhận, bàn giao và an táng hài cốt liệt sĩ Hà Văn Ốm là quân tình nguyện Việt Nam tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Dự buổi lễ có đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh và huyện Sông Mã. Liệt sĩ Hà Văn Ốm sinh năm 1944, quê quán bản Mâm, Bon, xã Triềng Sơ, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, nhập ngũ tháng 2 năm 1964, thuộc đơn vị C3D4E148F316, hy sinh ngày 19 tháng 1 năm 1968 tại bản Mún, nay là bản Phu Luông, huyện Mường Ngòi, tỉnh Luông Pha Băng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Hài cốt liệt sĩ do đội quy tập hài cốt liệt sĩ quân khu 2 bàn giao. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tráng Thị Xuân nhấn mạnh, những năm tháng chiến đấu trên đất nước bạn Lào, liệt sĩ Hà Văn Ốm và các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã phát huy truyền thống kiên cường, bất khuất của dân tộc, bền gan, vững chí, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, hy sinh quên mình vì sự nghiệp đấu tranh của hai dân tộc, vì tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào, coi sự nghiệp cách mạng của nước bạn Lào như của chính đất nước mình. Trước anh linh liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nguyện tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới, đưa đất nước vững bước đi lên, giành nhiều thắng lợi mới, to lớn hơn trên con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn. Trong không khí trang nghiêm thành kính, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa, bày tỏ sự tri ân đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ.